Các bạn thân mến, thì hôm nay 27 tháng 3 thì tôi lại sưu tầm mấy cây này. Thì nhiều bạn thì cứ hỏi cây vàng cây xanh, thì hôm nay có hai cây này nó rất là vàng các bạn này. Thì cái này của Chimurai. Thì cây này thì bình thường nha, hai cái này nó rất là vàng, hai cái này thì xanh nhỏ này. Còn đây có ba con kiến nồ. Ba con kiến nồ này phải 400 thì tôi mới chia sẻ. Đấy. Và có một cây này nữa, và một cây nó thân là vàng vàng. Hôm qua một cây vàng vàng thì nhiều bạn hỏi, thì hôm nay tôi lại sưu tầm được một cây cũng vàng vàng, vàng vàng to. Còn đây mấy cái vàng vàng nhỏ. Và ngoài ra thì cũng cho các bạn, trước khi ấy các bạn xem tôi ươm kỳ rất trình độ mà nó cũng chả ra cái gì, nó ra toàn toàn hoa đấy các bạn. Ươm mấy cái nhá, ra toàn nộ này các bạn này. Thì cái này là những cái kỳ cây rừng tôi cắt ra, tôi đặt lên đây thì tự nhiên nó ra toàn hoa. Hình như khả năng là cắt muộn, tức là cái mùa này mình cắt là nó già, khi đã thân nó già nó chuẩn bị ra hoa rồi thì mình cắt xuống đây là nó thành hoa hết rồi các bạn. Thì chứng tỏ ươm kỳ không phải đơn giản. Tất nhiên đối với nhiều bạn đã có chuyên môn rồi thì ấy, như tôi thì tôi đấy, thì các bạn thấy tự ươm nó lại ra toàn hoa đấy, mấy loại hoa này. Vì những cây tôi cắt linh tinh đấy, ý nói tôi thì có cái gì tôi cứ chia sẻ các bạn thôi. Thì hôm nay vào mấy cái này thì nó có con kiến là hình thứ 6, là có ba con kiến này, thì nhiều bạn hỏi ban kiến như phải 400.000, tôi chia sẻ ban kiến nụ đấy. Còn nay thân xanh thân vàng có mấy cái thôi. Thì vào cái hình một này là 300.000, tức là hôm nay là của Chimorai hết. Cái này nó đã lên cái mầm này các bạn, mầm nó to này. Thì thân nó cái này thì nó hơi có vẻ đấy, như thân này thân già, còn thân tơ của nó đây nó ra hai cái này, một cái này nó đầu nó khật 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 đây đấy, như cái mầm nó đây đấy. Thì cái này 300.000, bạn nào ưng sưu tầm. Còn cái này là nó đã gặp gần gần những cái na răng lung lay này, các bạn nào ấy thì chú ý này, không là khi nhận để xem kỹ, không khi nhận để bảo họ kia đấy. Còn một mầm của nó lên như thế này, cái đầu chót lá của nó thì tím này, cái đầu trên cồng này tím tím này đấy các bạn nhìn này đấy. Đấy là 300.000. Sang hình thứ hai thì nó rất là vàng, cũng 350.000. Cái này nó chưa được 1 gang các bạn. Các bạn hình dung tôi để trên bàn tay này, như thân của nó rất đẹp đấy, nó như mũi tên này. Đấy, các bạn thấy cho nó như mũi tên. 300.000. Thân thân già, thân cụ, thân kỵ nó rất là nhiều này, cả thân khô. Đấy, cái này thì nó này, có nốt mầm này các bạn này. Mầm nó lên rất tốt này. Cái thân tơ này của nó cũng đấy, nó như thế này rồi các bạn nhìn thấy mô tả thì các bạn lại bảo là thế nọ kia đấy, nó cái thân thì vàng óng. Nó có hai cái vàng óng và hai cái xanh. Thì 350.000 là chưa được 1 gang nhé các bạn. Cái này cũng chưa một được 1 gang đấy, nó lên cũng như kiểu cái mũi tên, mà đây thân già nó khô từ lâu rất nhiều này. Còn thân ấy của nó 1 2 3 4 này, còn mấy cái thân già 3 4 cái này, rất là nhiều này. Ui giời. Cái này thì mầm gốc nó cũng đang mới đang sưng thôi, chứ nó chưa nứt hẳn ra. Đấy. Cái này thì ngắn thì chắc chỉ khoảng 10 cm thôi. Đấy các bạn trông nó bé này, hình như có nốt mắt hoa của năm trước này. Đấy còn trông nó thế, nó như cái mũi tên. Thân già thân cụ kỹ rất nhiều. Hình 3 là 350.000. Sang hình 4 thì cũng 350.000, cái này nó được khoảng 1 gang. Đấy nó có mấy thân của nó theo cái chiều phát triển này, các bạn thấy cái thân trước nó lớn thế này, thân này gà gấp đôi, thân này gà gấp đôi, và thân này nó cũng dài gấp đôi nữa. Cái này năm trước là bị sâu, ngọn nó thắt rất chuẩn. Cây này thân nó cũng sáng các bạn. Mùa khô nên là trông nó cũng rất đấy. Đây nó còn một cái thân bé tí từ trước đấy nữa. Thì bạn nào ưng thì cái này thì đấy, thân nó rất là sáng này. Thì nó thế nào thì tôi cứ nói thế thôi, còn xanh sạch kiểu cũng không dám. Mùa này mùa khô nó rụng. Đấy còn mầm gốc nó đang nứt này. Đấy nó trương, mầm gốc nó đang trương này. Đấy cái hình
hình 4 là 350.000. Sang cái hình 5 này thì cũng 350.000. Hình 5 350.000. Cái này thì đây nó đã có mầm gốc, một cái mầm gốc đây. Mầm gốc nó như nhú nhú này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, mầm gốc đấy. Nó khó, nó nặn nặn vào cái gì đen đen cái nó nhìn khó nhìn. Nó có một cái vết đen đen ở cái thân kia nên là khó quay tôi không lấy nét được. Như thân này nó cũng sáng. Đấy còn mầm gốc nó hình như nhìn nó cũng có vẻ cũng nó bé nhìn nó cũng không phát hiện được nhưng mà nó cũng có vẻ xanh xanh đấy. Xanh xanh ở đầu vẫn tí đầu vẫn đau tím. Tí đầu chót. Hơi tím tím. Ừ, thì tùy bạn nào ưng thì sưu tầm. Cây này tôi thấy thì thân nó chưa được một gang nhá. Còn như những cái thân cũ của nó đây là nó cái vỏ lụa nó lại bong này, thân đấy, nó chỉ thế là 350.000. Ừ, sang cái hình 6 này thì gồm 3 con kiến. Con kiến đầu con này là to nhất này. Ừ, to nhất cái thân tơ của nó chắc dài được 6-7 cm đấy. Đây các bạn cứ hình dung để đặt trên bàn tay thôi này. Như hai cái này thì nó ngắn hơn này, hai cái này nó chỉ ở đây, cái này thì đấy gốc nó vẫn vỏ, cái mắt của nó hình như bắt đầu nó chuẩn bị là đang sưng này, nhưng nó vẫn vỏ lụa, chưa bóc vỏ lụa đấy, còn rẽ người ta bóc ra này. Thì con kiến này cũng được 4 thân này, 5 thân ở đây, còn các cái thân cũ của nó, nghĩa là cái này nó ở rừng cũng rất lâu rồi các bạn này. Những năm trước nó bé tí bây giờ nó lên được cái này này, thân nồ này đấy, nó hở ra một tí ấy. Đấy là một một con này, hai con đây là nó ngắn thôi, nó chỉ khoảng 4-5 cm thôi. Đây các bạn, nó bằng hai đốt ngón tay đấy. Cái này thì bắt đầu nó nứt, cái mầm gốc nó nứt rồi này đấy, các bạn nhìn thấy đấy, có mầm gốc nứt. Cái này thì lại vàng ọp này, cái này thì nó vỏ nó đen xì, không biết nó vàng hay nó xanh. Cái này thì mầm gốc rẽ đây tôi không bới nha. Ở đây mầm gốc nó cũng nứt rồi này, nó nứt chỗ đây. Hai cái này thì nó bằng nhau, nó chỉ khoảng 4 cm thôi đấy, rất là nồ đấy. Ba con kiến này dòng kiến nồ. Ừ, thì nhiều bạn cứ hỏi kiến nồ thì đây là chắc là kiến nồ, vì cái đầu nó to thì gọi nó nồ, còn hoa thế nào thì nó lại tùy duyên. Đấy, hình 6 này 4 con kiến, à 3 con kiến này là 400.000. Sang cái hình 7 là một cây này, cái đầu nhìn thế này thì chắc là nù, dạng đốt ngắn này, cái thân ra ngoài đốt ngắn xe hoa này. Nhưng mà điều kiện chắc là nó cũng kém nên là nó nù, nó không to lắm. Cái này nó được hơn một gang một tí này. Đấy các bạn, đầu nó thấp như thế này. Còn thân của nó đây. Cái này thì mầm gốc của nó bắt đầu nó đang chuẩn bị sưng này, nó đang sưng lên này, đấy chỗ đây. Ừ, rẽ đây người ta bóc cái này, nó cũng theo một cái mọc theo cái kiểu trèo này đấy, rẽ riếc nó còn lên tận đây. Thân của nó nhiều, 2, 4, 6 cái thân già, 6 cái thân già, một thân khô nữa. Còn đây nó gãy theo từ đây, thì những cái này nó ấy thì tôi để nguyên. Bởi vì nó ở rừng về thế nào thì mình để nguyên thế để các bạn xem chiêm ngưỡng. Thì hình 7 này là 400.000. Đấy. Trông cũng rất là đẹp đấy các bạn. Đấy. 400.000. Sang cái hình 8 này thì 600.000. Thì hôm qua có một cây là nó cũng vàng, nó vàng hơn cây này. Vì cái vỏ này nó bóc hết. Hôm nay mấy cái này chỉ có thân này nó bóc nó ấy. Còn mấy cái này thì cái này nó cũng như cái hôm qua, là một mắt ngủ của nó hình như là nó bị hỏng này. Như cái mắt ngủ bên đây bắt đầu nó lên này, mầm đầu nó xanh nét này, nó bé này thì nó xanh thì cũng chưa biết thế nào các bạn. Hình như còn phía dưới đây nó có một cái gì nhỏ đây đấy, mắt ngủ nó nòi hẳn lên này, nó bắt đầu nó rất là, vì như cái này nó một mắt ngủ nó hỏng, cái hai mắt ngủ nó vẫn đều thì
Thì thường thường người ta bán giá nó cũng đắt lên chứ người ta không bán đấy vì cây mấy cái vòng vàng, dân người ta lấy về là người ta cứ bảo thân xanh thân vàng, gọi thân trúc thân chiếc thì người ta hay lấy cao cao giá. Nhưng mà nó mọn mắt này thì cái giá nó có vẻ hữu nghị hơn đấy, thì tôi cũng nói. Chứ còn các bạn chẳng hạn, một số bạn hỏi bảo thân xanh có sưu tầm không, xanh sạch thì người ta nói giá nó cao lắm. Như tôi cây to to tôi cũng chả dám dây, mùa này thì nó rụng lá thì những cái nào cứ thân xanh xanh mà trong trong thì mình sưu tầm trồng vài cây thì hoa nó tùy duyên đấy. Cái này nó dài là 1 gang 2 gang, cái dài nhất là 3 gang này, còn cái thân tơ nó chỉ hơn 2 gang, nó thắt ngọn ở đây nó còn chuẩn bị nó nứt nứt hoa các bạn này. Đây này, mắt nó nứt rồi này. Đấy, cây này bạn nào mà sưu tầm là về là được chuẩn bị chiêm ngưỡng hoa. Đấy, nó nứt nứt mất hoa. Đấy, các bạn thấy nha. Đấy, cái này thì 600 nghìn. Vì nó thực tế thì tôi nói rồi, nó một cái mắt này nó bị khả năng là con gì nó ăn ấy. Đấy. Còn cái này nó nứt rồi. Rễ của nó thì đấy, nó người ta bắt như thế này. Thì nhiều bạn cứ bảo bảo hành bạch hoa mình khác, thì như cái bóc rừng này thì hoa nó có rồi, nhiều mà nó ở trong rừng người ta bóc bây giờ thì cái từ là hoa từ năm ngoái thì ấy rồi, như bây giờ nó chuẩn bị này. Nên là các bạn nào mà cứ lăn tăn mà cây bọc cây hoa mới, còn tôi cũng chả dám bảo hành hoa, bởi vì mình cứ cây như nào có cây như thế mình bán ưng thì sưu tập. Đấy, hình 8 là 600 nghìn. Sang cái hình 9 có hai cái này là thân hoa thì tôi để ở đây, thì như cái này hôm qua tôi đưa lên là 600 nghìn, nếu không bạn nào sưu tầm thì hôm nay là tôi cho thêm vỏ thông. Cái này thì tôi chưa cắt rễ bởi dựng bận quá tôi chưa cắt, vừa tôi cắt thì đúng là cái này phải đặt vào cái gì nên tôi để ở đấy để còn chiêm ngưỡng. Như cái mầm của nó các bạn thấy mầm nó rất khỏe tím, như bởi vì cái này phải cắt rễ đi thì nó khi mình tấp lên nó không ấy, nên tôi để trên mặt nó nổi này thì nó không ngấm nước, nó chưa việc gì, chứ ta nấp cái rễ này vào là nó bị thối liền, thối vào gốc. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mầm đã lá rất cứng. Và cái này thì nó mắt của nó cũng chuẩn bị nó nứt nứt hoa. Cái thân này của nó là phải đấy các bạn, mắt nó cũng chuẩn bị nứt hoa. Bạn nào sưu tầm thì còn không thì tôi để này, tôi treo tôi cũng để hoa, nó nở hoa xong tôi mới cắt rễ. Tôi chưa cắt rễ bây giờ bởi vì cái mầm này ra nhưng chưa cắt rễ. Đấy, nếu mà tôi trồng ấy, thì tôi ấy, vì thực tế tôi cũng chưa cố định vì cái này nó cao quá, cái thân nó dài quá nên cái mắt này nó không đủ độ độ ấy. Mà treo lên cái chỗ vườn lan đây thì nó chưa được cái đó. Đấy thì hình chín này hôm qua tôi cũng đưa 600 nghìn, nhưng mà bạn nào sưu tầm, còn không thì tôi để nó sổ hoa rồi tôi mới mới cắt rễ. Còn cái hình 10 này thì tôi cũng vẫn để ở đây. Cái giỏ này là như lần trước là tôi sưu tầm giỏ cây, tôi bán cây rồi. Nhưng mà này có một cái thân này dài, nó có nụ hoa đây. Thì cây này thì tôi cắt rễ rồi, nó có một thân hoa và một thân già thôi người ta đưa về đấy. Mắt nó chưa nứt. Nó có hai mắt to tướng này, mắt ngủ to tướng nhưng mà chưa nứt ra. Cái này thì nó gãy từ rừng. Khi mà sưu tầm nó chỉ có cái thân tơ và một cái thân già bị gãy này. Như cái này tôi cắt rẽ rồi tôi treo ngược lên, nhưng nó có nụ thì hôm nay tôi cũng mới buộc vào đây, tôi buộc cái sơ dừa để cho nó ẩm cái gốc thôi. Về kinh nghiệm thì khi cái gốc của nó phải để ẩm nó một chút. Các bạn thấy thì nó nứt các mặt hoa này, nhưng mà cái cuống của nó rất rất là đỏ, các bạn thấy không? Bình thường cái hoa của nó là nó tím 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 đấy, nó tím tím thì là như cây này mắt hoa nó rất là đỏ, thì mắt hoa nó nứt từ đây này, đây mắt nó nứt từ đây. Ý của tôi nói là cái cuống của nó rất tím này các bạn này, nó đỏ đỏ chứ không phải tím. Nhiều cái cây tím đen xì như tôi hay quay mấy gái của tôi đen xì, cái này mắt tím. Cái này thân dài được khoảng hơn 4 ngang, nó phải xấp xỉ 1 mét. Thế cái hình 10 này thì nó một thân thân hoa và một cái thân già bị gãy và mắt ngủ thì chưa nứt.
Bạn nào sưu tầm thì 500 nghìn để ngắm hoa. Đấy, thì cây này thì chắc cũng nhiều hoa, còn không thì tôi để nó cũng sổ hoa, tôi buộc tạm cái sơ dừa lên ẩm. Xong thì cái thân nó nếu mà nó ra hoa chắc phải ươm kia, không để này nó một có một cái thân nó dài ngật ngưỡng. Còn để xem cái dưới này nó nấc mầm nào mình mới trồng cố định. Đấy thì bạn nào ưng thì cái này nó được khoảng hơn hơn 4 gang của tôi đấy. Nó phải xấp xỉ 1 mét. Cái đây nó cũng cũng thế này. Cái đây nó một thân tơ này, loại này rất sai hoa này. Cái này mầm nó đẹp và đây mấy thân già của nó lên theo chiều cái ngắn này, cái lớn này, lớn thế này, lớn này, nó được 5 thế hệ. Còn đây, còn trước đấy thì các cái ngắn ngắn chắc nó còn nhiều. Đấy, video này tôi làm đây kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bạn nào sưu tầm chốt thì nhắn vào số điện thoại 0965 895 207. Xin chào và tạm biệt các bạn.